Nếu mà bọn họ có thành công hạ tôi xuống hoặc giết hại tôi, thì tôi cần quý vị phải um, à, à, làm theo 10 cái lệnh của Chúa Cha của chúng ta và tuyệt đối phải bỏ hết những cái sự đỉ điểm, cái sự mất giải bố ló và tội lỗi của bọn họ, biết không? Nhớ nha, 10 cái lệnh của Chúa Cha, luật lệ của Ngài.